Anh Túc TV chuyên Clam Aerob Beauty miễn phí hàng đầu tại Việt Nam. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật video những cái dự án mới nhất mình thường xuyên chia sẻ. Dự án này thì mình lại hướng dẫn anh em nhận 200.000 cái đồng này có tên là AXL Ilu này. Thế con này trên chạy trên nền tảng BEP20 BC Smart Chain hoặc là ETH này. Như nó đã nói này. À, một cái đồng AXL ấy theo mình vừa nãy mình check ấy, thì nó cũng không phải nó có giá là 0,0075 đâu. 200.000 cái đồng AXL này không nó không phải là 15 đô đâu mà giá nó rơi vào tầm đâu đó tầm 500 đến 600 ấy. Nhưng mà nó có chương trình AirDrop nếu mà nó uy tín ấy, thì là nó giả anh em thì khá là ngon. Rồi. Ai mà theo mình mà nhận 200.000 cái đồng AXL ILU này có thể kích của đường link dưới mô tả này. Sau đó thì anh em ấn start cho mình nhé. Rồi anh em sẽ nhập captcha, được chưa? Rồi nhập captcha xong thì anh sẽ gửi đi cho nó này. 28 cộng 83 bằng 111, 3 con 1 đấy. Rồi sau đó thì anh hiện ra cái bước anh em làm này. Bước tiên thì bắt anh em join group này. Biết kèo này ngon không? Nếu mà nó uy tín nó giả thì khóa được rỡ rồi. Rồi trên new này. Rồi này. Ờ, tiếp sau đó thì nó bắt anh follow retweet cũng như là post lại cái bài viết trên Twitter. Rồi, chuyển hướng anh em giao diện của thằng Twitter này, anh em sẽ theo dõi cho nó này. Rồi, theo dõi xong thì anh em sẽ làm cái gì đấy. Rồi, thả nó có tim cũng như anh em sẽ tweet lại thầy. Vì cao này mình thấy 50-50 lắm, nó không... Rồi, bắt anh em follow trên Instagram, open cho mình. Rồi, nó chuyển hướng anh em giao diện của thằng Instagram, được chưa? Biết là uy tín không? Rồi anh em sẽ theo dõi cho nó này. Vì con này là con khá là ngon. Rồi theo dõi xong thì anh em tiếp tục ra trên Disco. Rồi đưa anh em giao diện thằng Disco. Disco ai mà chưa có tài khoản thì lên tạo cho mình một cái để làm AirDrop nó thuận tiện hơn. Anh em chân thuận là mời cho mình nhé. Rồi sau đó thì anh em sẽ quay lại anh em đăng ký kênh YouTube của nó cũng như like và lâu retweet trên các kiểu đi. Rồi kích vào thôi. Rồi đương nhiên theo dõi rồi. Tiếp sau đó thì anh em ấn join Telegram cho mình. Rồi rồi. Rồi có thằng đăng ký kênh YouTube đi. Rồi open cho mình. Rồi khi xong đầy đủ các bước trên thì anh em ấn submit cho mình nhé. Rồi nó bắt anh em nhập Gmail. Anh em sẽ viết Gmail của anh em vào. Rồi anh em sẽ gửi đi cho nó này. Rồi. Nó bắt anh em nhập cái profile link của thằng Twitter này. Quay sang Twitter cho mình nhá. Khá nhiều. Rồi. Kích vào đây. Ấn phần hồ sơ. Sau đó ấn góc phải màn hình cho mình. Rồi ấn chia sẻ này. Sau đó sao chép vào khai trái tạm cho mình nhá. Ok. Xong thì anh em tiếp tục quay sang anh em gửi cho bot này. Dán mà gửi thôi. Rồi sau đó thì profile link của thằng Telegram open cho mình. Rồi nó chuyển hướng anh em giao diện của thằng Telegram này. Đấy đó. Rồi sau đó thì em kích góc phải màn hình cho mình này. Rồi sau đó ấn vào phần chia sẻ này, quả chia sẻ này cho mình. Rồi sau đó thì sao chép vào khay nhớ tạm nhá. Rồi sao chép này. Và chép xong thì anh em quay sang anh em sẽ gửi cho nó này. Rồi, tiếp tục vào Disco, cái quả Disco lấy cái Usilem Disco của anh em. Rồi, ấn chấp nhận cho mình. Rồi, ấn góc trái màn hình cho mình. Ấn góc phải màn hình. Rồi, đây là cái Usilem Disco của anh em. Rồi. Đấy của anh em mình nha, đây này nhập cầu mình nhưng mà này ối dồi ôi quá. 94 đúng không ạ? Thằng 7015. 7015. Rồi anh em sẽ gửi đi này. Ok. Tiếp sau đó thì anh em giết cho mình. Rồi nhập cái profile link của thằng YouTube nãy mà anh em đăng ký kênh nãy anh em đăng ký kênh của nó ấy. Rồi anh em quay sang YouTube thì em kích góc phải mình ấn vào thư viện kích góc phải là mình nha. Sau đó chia sẻ này. Sao chấp liên kết này, URL đấy. Rồi sau đó thì anh em sẽ dán gửi cho nó thôi.
Rồi anh em muốn skip này, YouTube tag này, giết cho mình, giết cho mình. Địa chỉ B20 anh quay sang ví trước của MetaMask em lấy nha, ETH cũng được, B20 cũng được. Cứ gửi sang mắc trên nó gửi ví cho nó an toàn. Rồi anh kích vào sang mắc trên cho mình, ấn sao chép này. Sau đó thì quay sang bot để gửi cho nó này. Rồi gửi đi này. Ok, ấn com cho mình. Bắt tiếp tục dòi nữa, nắm dòi, dòi này. Rồi tiếp tục ấn vào. Rồi, anh em ấn vào Binance cho mình nha. Khá là ngoằng. Rồi, nó đã ghi nhận anh ạ. Ui giời. 200.000 mà, 190.000. Ô, thế 10 chắc là mình thiếu một bước rồi. Nên là thì nhận được 190.000 thôi. Và đây đường link này anh em mới giới thiệu bạn bè để kiếm thương token này. Nó nói rõ là nhận 200.000 cơ mà. Chắc thiếu một bước gì đấy, một bước roi gì đấy mà cũng mình... Em cứ làm đủ các bước nhá. Vì vừa nãy hình như là mình thiếu một bước ấy, nên là nó chờ bố 10.000 cái đồng AXL đi để ghi nhận. Rồi. Trong quá trình thao tác anh em có gì không hiểu thì có thể comment ở dưới thì mình sẽ hỗ trợ nha. Còn kèo về nó như nào thì mình sẽ làm một cái video thông báo cho anh em sau nha. Ok dạ. Chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo.